Ruperta Faro, Madre Coca. They used to grow coffee here in Tabacal, but the cartels made them switch to coca. A lot more profitable. If you ever try to snort Italian roast, you'll know why. Spoiler alert, this is frowned upon at coffee shops. Don't ask. Madre Coca grew up as a raspicina, a coca picker. When it comes to illegal coca farms, there's no such thing as child labor laws. It was brutal, backbreaking work. She had a son whom she'd always dreamed would move on to better things. He didn't. Young Pablo died from a coke overdose. How does a mother who grows coca deal with growing the product that killed her own kid? Most people see the error of their ways and move on to something else. For Madre Coca, it was the exact opposite. She took out her anger on the people of Tabacal, forcing them to endure the same hardship she had experienced. And like any tyrant, she expanded her empire. This led to resentment from the people, which she dealt with. With the backing of El Yayo, she became a very powerful woman in the cartel. A new twist on an age-old lesson. You know, fuck with mama. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands. Thì mình cũng đang sắp xếp một cái lịch cũng khá là cụ thể, đó chính là mình sẽ quay một tập Persona một ngày, và ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ có game Ghost Recon Wildlands. Nó không ngờ mình bắn hụt chúng thường dân luôn mới ghê chứ. Và chúng ta lần này chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ của bà có tên là Madre Coca. Và đây là mục tiêu tiếp theo của chúng ta đây. Hiện tại mình chỉ mới unlock được 2 nhiệm vụ này thôi. Ngoài đây chưa có gì thêm. Và để coi, chúng ta sẽ giết bà này, sau đó tới cái thằng này và chúng ta sẽ tiến tới hang boss cuối, đó là Laringa với El Gaiyo, và cuối cùng chúng ta sẽ tới El Sueno. Nhưng mà nếu mà mình hoàn thành xong cái El Gaiyo và Laringa thì có lẽ mình sẽ chuyển sang Wiki Sandoval trước, tại vì chúng ta có một nhiệm vụ đây và bắt đầu nó đã mở nhiệm vụ của chúng ta rồi. Có điều mình nghĩ cái nhiệm vụ tiếp theo của cái này là chúng ta phải mở cái nhiệm vụ đó sau khi mà mình hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Ok, đấy có gì mình sẽ, nếu mà được thì mình sẽ làm luôn nếu được. Ok, và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ Madre Coca chứ, là chúng ta có 6 nhiệm vụ luôn. Giờ để mình coi đi xuống rồi. Thì như nãy mình đã nói là mình sẽ chia ra thời lượng để mình quay cái Ghost Recon. Có lẽ có nhiều bạn theo là tại sao cái vị trí mình giết mấy con boss mini á thì tại sao nó hơi lộn lộn sụp sộp, thì mình sắp xếp cho nó thời lượng cho nó đều, cho cái tập nó đều đều với nhau. Có những con boss mình giết rất là lâu, khoảng gần 1 tiếng mới xong được một thằng, cho nên khi mà mình làm clip thì mình chọn những cái nào nó phù hợp. Nếu mà cái con nào nhanh thì mình sẽ để chung với nhau cho nó tiện hơn. Thì những cái tập sau cùng thì chúng ta mới đụng boss thôi, còn ngoài ra thì những con kia mình vẫn chia đều đều hết. Có gì đây? Skill boy mình nghĩ là gì? Ồ, skill boy tới 3 điểm luôn. Bây giờ mình điểm skill boy khá là nhiều nhưng mà mình không biết phải dùng gì hơn, tại mình không có điểm, cái kia mình cũng lười đi đánh quá. Chứ là mình làm nhiệm vụ này cũng ổn rồi, mình cũng không có cần mấy cái kia cho lắm. You didn't answer my question. I'm a friend and I'm trying to keep you from making a big mistake. Mistake? Ok. Giọng cái giọng mấy ông này có vẻ khá là ổn. Chứ là mình cũng đang làm cái series Persona. Tuy nhiên sau khoảng một số tập nhất định thì mình sẽ có một thông báo nhỏ về cái việc mà mình quay từ game này. Tuy nhiên từ thời đây tới thời điểm đó cũng còn khá là lâu, và các bạn phải mong chờ khá là nhiều tập về cái tựa game Persona này. Và hiện tại là mình quay từ game này cũng như là đang vừa quay mà vừa dịch cho các bạn coi luôn. Nó khá là nhiều game. Tuy nhiên thì sẽ tới một tầm nhất định thì mình sẽ thông báo nốt là có vấn đề gì với tựa game đó thì mình sẽ nói luôn. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta tạm thời mình chưa nói được. Ok, chúng ta sẽ quay về vấn đề game luôn nè. Protect the Union Leader. Chắc là tụi nó đánh này, tới đây rồi. Thì cái tập này mình vẫn giữ nguyên cái set cũ đi. Tại vì mình mới quay cái set kia được có chút xíu, cho nên cái tập này chúng ta vẫn tiếp tục giữ với cái set này đi. Chúng ta phải bảo vệ cái ông này. Biết là thế nào cũng có xe vô mà. Chiếc nào vô là ăn hành hết. Tao có bắn chúng nó đâu. Tao bắn chúng kia mà. Nó đổ chúng thằng thường dân, cái mày đổ thường tao là sao mày? Mấy cú này mình flick một phát quá đẹp. Để em này nói chuyện nên mình sẽ canh. Bắn dây mà không chết sao? Cũng thấy hơi kỳ đó. Clear luôn rồi. Chỉ cần một viên rồi, clear hết, clear team. Còn ai đâu không? Mình nghe tiếng trực thăng đó, nhưng mà không biết phải cái trực thăng không nữa. Rồi giờ nó gọi cả cái đám này tới. Open fire đi. Yeah man. Có ai đó, thằng quỷ rồi. Đây đây, mày đây. Mẫu hành niên này phải còn 100% nhé. Nắp đi ông nội, cứ lao ra bắn chi mà để cho nó bắn. Nắp đi, đừng bắn nữa ông nội. Tôi bắn dùm cho. Bắn đi anh em. Mấy này nghiệp dư bở lờ luôn. Clear, how we doing? Clear, nhưng mà bên đây còn. Đợi nó trong đi. Bắn vậy mà không chết, ghê chứ. Clear on my side. Clear, clear. Còn ai nữa không? Vô luôn đi. Vẫn không thấy ai hết. Có vẻ im hơi lặng tiếng rồi đó. Giống cái nhiệm vụ lần trước mình bảo vệ ai á. Khá là nhanh. Chávez is secure. Good work. Secure man. Digging for intel on Madre Coca's operation. Rồi còn một số cái chúng ta cần phải lấy. Nhiệm vụ tiếp theo đây có vẻ khá là nhiều địch trên minimap á. Và nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ đi bắt chúng ta sẽ đi bắn phá, có nghĩa chúng ta phá hết rồi này nọ của cái nông trại coca này của bà Madre Coca để chúng ta kiểu như sờ gáy bà để bà biết là bà đang sợ là vừa, tại vì chúng ta đang tấn công vào cái chỗ xào huyệt của bà. Ok để mình coi. Mình thì mà nãy mình có làm một cái hai cái nhiệm vụ intel thì chúng ta đã unlock được thêm nhiệm vụ này và thêm một hai nhiệm vụ đây nữa thì lát mình sẽ làm luôn. Ok, trước tiên hết là để mình đi làm cái này. Mình nên dùng cái này thì nó sẽ hay hơn, tại địch nó khá là nhiều và nó rải rác chứ không phải là địch nó đứng cụ thể nhất định. Ê chết cha, bắn nhầm. Chứ là mình có upgrade cái mà quiet detection, tụi nó sẽ khó thấy mình hơn. Cái chỗ này có đường lên đây nữa hả trời. Có đất cát, có điều là mình xài cái đó thì mình không thấy được cái đường đi nó như thế nào. Cái chỗ này khó lên nha. Nếu mà mình giết kia nhiều quá thì chúng ta sẽ bị game over. Nhưng mà chỗ này có hai thằng ở đây. Ok, nó gục hết hai thằng rồi. Clear, phải giết hết luôn hả? Căng gì? Để mình dùng Lady Killer. Có trong game này mình thấy cái súng của thằng này là có vẻ là cái súng ngon nhất, có nòng giảm thanh ngon nhất và súng lục thôi nha. Và mình thấy trong game á chứ. Thì các bạn kêu mình chơi thử cái cây D50 để coi, mình cũng chưa thấy cái cây D50 mình có hay không. Không biết cái cây đó là cây shotgun hay là cái gì, mình cũng tìm khá là nhiều nhưng mà mình cũng không để ý là mình lấy được cây gì. Nhiều lúc mình cứ lụm, nhiều lúc hình như mình chưa có rồi. D50 thì mình không thấy cây nào D50 hết ta. D50 là cây nào ta? Để coi súng khác thử coi. Hiện tại là chưa có cây nào mình chưa unlock hết á. Mà có tên là D50. Hiện tại thì để coi súng ngắm mình càng không, súng ngắm mình còn thiếu mất mấy cây. Súng ngắm mình nó lót hết trơn rồi, súng ngắm mình nó lót chỉ còn mấy cây mà DLC bạn phải mua. Mấy cây này các bạn phải mua bằng tiền thật á, cho nên mình chưa có thôi. Chứ mấy cây này là cái cây đặc biệt, nó cũng không khác như mấy cây gốc đâu. MSR mà thêm skin là cây này thì đặc biệt tí. Còn SRS-A1 thì nó không khác gì cây trong đây thì vậy. Khác không khác gì đâu, nó chỉ có skin thôi. Còn súng lột đâu rồi, súng super shotty, cái này shotgun. Rồi súng lột làm machine gun rồi. Nó không để súng lột ta. Cái này súng lột nằm trong đây chứ hả? D50, à đây, đây, cái này B50 nó nằm trong súng phụ. Cái này cây Desert Eagle. Thì mình biết là vậy, Desert Eagle cây này thì bị cái là mình không sử dụng được tại vì chúng ta đang cần phải stealth. Cây này nó mạnh đó, thứ do đam cao rồi. Nhưng mà tiếng to lắm cho nên theo cá nhân mình biết, ngoài cái cây stealth ngon nhất thì chúng ta vẫn có cái Lady Killer này ngon nhất rồi. Mấy cây này thì chúng ta không có gắn kia vô được các bạn. Nếu mà bạn giết ông tướng gì đó, ông tướng trồng cái cây cũng na ná như cái cây D50 nhưng mà mạnh hơn tí. La Novena này nè, cây này mạnh hơn cái D50 nữa. Ừ, cây này đam khá là cao. Các bạn có thể thấy rõ điều đó là cây này đam cao hơn cái cây kia nhiều. Thì hiện tại là mình toàn sử dụng mấy cái cây nào mà có khả năng đam thì thấp nhưng mà được cái là chúng ta sống lâu hơn tí, là nó không gây ra tiếng ồn. Như thằng kia là vậy. Mấy thằng nào đó ta? Tại nó kêu chúng ta phải clear hết nguyên cái đám này. Enemy marked. All right, breathe easy. Ok, để mình coi drone cho chắc ăn đi ha. Drone is airborne. I got a target carrying submachine guns. I'm spotting another tango. Khu này có vẻ rộng mà không thấy ai hết nè. Cho đằng kia thì không có ai đó, cho mình nghĩ chắc khu này thôi. Còn một bé ở đây nữa rồi. Một bé nữa, rồi. Ra đi em ơi. Chứ có trong nhà không nữa. Chắc không, nhưng mà mình thấy nó đâu đây, đây đây đây. Đủ rồi. Nhưng mà đằng kia thì vẫn còn khá là nhiều. Một bé, một bầy luôn. Giờ mới thấy một bầy luôn. Ủa cái này người dân rồi, người thường dân rồi. Ủa đáng lẽ nó đâu đây chứ. Đây đây, tụi này nó cánh, đứng canh, lúc nào cũng đứng canh. Được cái là chúng ta phóng to được, chúng ta phải nhìn từ xa được. Đây, mình sẽ cố gắng mình spot hết cho đã. Còn một thanh niên nữa rồi. Đây, túi còn chúng ta chỉ còn một túi thanh niên đằng kia thôi. Rồi. Trời sáng chưa ta? Ừ, trời muốn sáng rồi. Rồi, spot được luôn rồi, ngon. Nên mình ra lệnh cho nó giết mấy thằng này coi. Chúng ta vẫn thiếu một thằng ở đây ta. Mình vẫn thấy nó chớp sáng ở đây nè. Ui, chết cha. Chớp sáng đâu đâu đây này nè. Biết có trong phòng này không nữa. À đúng rồi, đó chính xác luôn. Chính xác là nó nằm trong đó luôn. 1, 2, 4, đúng 4 hàng đúng không? Để mình coi. 1, 2, 3. Ok. Thằng kia đang nằm ngủ chứ nó không quan tâm gì đâu. Cho nên mình cho nó xử luôn. Sau đó mình sẽ tiến vô mình giết cái thằng này. Ủa, còn thằng ngoài nữa. Thằng này là đường ngắn nông nhậm thành như vậy. Quá đẹp, quá đẹp. Wow, 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 wow. Vẫn còn một bé ở đây. Nó nghe nhạc luôn mới ghê chứ. Này thì nghe nhạc đó con. Tự nhiên cái xe tải nó cũng spot được nữa hả? Có nào xử rồi mình sẽ tải được không ta? Nó không spot cái xe tải được nhưng mà vậy là mình nên xử mấy thằng khác chứ đi, rồi chúng ta sẽ quay lại cái chỗ xe tải sau để chúng ta khỏi bị lộ. Số 1 bị sao tích vậy ta? Thế ngày mình nên giết mấy cái thằng ở dưới trước đi, chúng ta sẽ tự xử sau. Xử sau cái mấy thằng sau. Chứ sợ mấy này nó đi sát với nhau quá. Nó đang tiến vào chỗ mình đây. Say the word, boss. Good to go. He's dead. Quá đẹp, quá đẹp. Cái này mình nên tránh cái chỗ này cái này. Chúng ta sẽ giết cái thằng ở sau hoặc là để coi mình giết được giết luôn như vậy. Thằng này nó không có liên quan tới thằng kia lắm nhưng mà mình chỉ sợ mình bắn hụt thôi. Cái xe này nó ngồi trong xe mà nó vẫn còn phát hiện được mình ta. Nghĩ sao mà tụi nó spot tao hả mẹ? Mình là giờ Ghost thật sự luôn rồi đó. Mình khá là khoái chơi stealth hết cỡ nếu mình chơi được. Cái này cũng không khó lắm, chơi rất là quen, mình chơi cũng khá là nhiều tập rồi. Tới giờ đáng lẽ phải muốn end game nhưng bị cái game này già mình dụ nhiều quá. Giết đi anh em. Ready, call the shot. Can't go down. Clear nốt luôn, quá đẹp. Chúng ta clear nguyên khu này rồi. Giờ làm cái đi, túi lần kia 200 mấy mét. À còn cái xe, quên, chúng ta còn cái xe nữa. Nãy chúng ta chưa bắn cái xe đó. Hold up, we got hostile activity. Thử một phát vô bình xăng thôi. Sao thằng này nó hên vậy? Chết đúng lúc ghê, cái xe này nổ đúng lúc thằng này chết luôn. Còn tính cả gọi cả đồng đội tới thôi mày, phá hủy mấy cái đống hàng coca của bà Madre Coca này đây. Cũng không khó cho lắm. Giờ chỉ cần vô phá đồ thôi. Và mình khá là giỏi với việc phá đồ của người khác. Mấy thằng kia chắc không đế đâu cho nên kìa bà đi. Chúng ta chỉ cần vô phá đồ ra thôi mà. Thì tụi nó chỉ có chứa coca trong đây là nhiều. Chăm luôn ngón. Mình upgrade cái màu khoai running khá là nhiều cho nên chúng ta rất khó bị phát hiện sau này. Tức là chúng ta vẫn còn đang một cái khoảng nho nhỏ để mình bắn này luôn cho rồi. Không phải ngay trước mặt mình nữa chứ. Rồi để mình coi tìm cái thằng đó cái đã. Nó đáng lẽ phải đâu đây nè. Eyes on two sicarios over by that stack of tires. We got a few sicarios to the camp. Tụi nó nghe rồi, chúng ta phá lẹ thôi. Frag out, get some. Trying to get away in the truck. Destroyed. Let's move on to the next. Tự nhiên có cái xe chở hàng đi ngang qua chỗ này sao? Rồi xử nó đi. Wow, nó bắn gì rác vậy? Bắn rác vậy? Để chạy vô nhà coi. Rác quá. Ôi, có mấy đứa trong này quá trời luôn. Chúng ta với một cái là chúng ta nghe cái game. Mỗi lần mình đứng dậy là tụi này nó bắn cho bạn gần hết luôn cái khu này. Rất là kinh. Ôi như còn một hàng đứa sâu rồi. Quá trời luôn. Ê, đồng đội gục rồi. Rồi, quay nè. Được rồi, cứu nó đi, cứu đi, tao canh ra, tao canh ra. Đạn nó nhiều hơn. Mấy cái này thì cho nổ kiểu gì cũng bị phát hiện cho nên Rambo tí cho nhanh. Cái đạn chúng ta nhiều mà lo gì. Chịu ở khu này coi. Nó đứng canh ở đó một đống luôn. Điều vòng đi xe nó cái đường này không ra được ta. Wow 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 wow. Dân chơi đứng đó một đống luôn ơi. Yo dân chơi. Rồi đâu rồi. Tú trên đây rồi hả? Phải chạy lên tới đây rồi. Yeah, tất nhiên rồi, chúng tôi phải lấy hết. Phá hết anh em ơi. Mày vẫn còn nắp đó mày. Chạy không chịu chạy, nắp hoài chết chắc là phải rồi. Ok lên 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 em ơi. Một tầng nữa. Nó kêu lính tới thêm nữa nè. Nhưng không sao, không sao, không sao. Có sniper này nữa. Một phát là dính liền. Quá đẹp. Có thằng ở dưới rồi vậy. Chúng ta tới nhiệm vụ tiếp theo rồi. Mình đang đi theo đuôi tụi này đây và đang chờ ý cơ hội thích hợp để chúng ta có thể dùng drone EMP để đánh thằng kia, bắt được nó đi, chúng ta sẽ chở nó đi. Rồi để từ từ để mình coi cái này. Ôi chết vậy bắn nhầm. Đừng bắn nha mấy ông nội. Một cái xe khác nữa chứ. Một xe này không phải là xe của tụi nó. Mình bữa nay rất là giữ khoảng cách để cho mình có khả năng mình làm cái EMP cho thằng này dừng lại. Tụi nó đi cũng không khá là nhanh. There's the convoy. Ôi, bay bay xuống chứ. I got eyes on Salazar. Target marked. Let's take him alive. Xe dừng rồi, xe dừng rồi. Ủa, trong kia mình lại thấy xe dừng mà trong khi nó lại đi tiếp tục đi nữa, mà thấy cũng hơi lạ đó. Cái control này nhiều lúc nó cũng hơi lạ chỗ này. Kiểu là mình vừa thấy nó dừng nhưng mà nhiều lúc nó lại không lại dừng. Nào vô tao bắn nó luôn đi ta. Fire. Xe đi chú. Đĩ này nó không thèm xuống xe luôn rồi. Nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ sao mấy thằng này nó có bắn rồi đó. Coi chúng ta ngồi này là chúng ta nên đi tiếp. Còn này nữa. Tử hình sớm. Tử hình gấp. Mình nghĩ mình gọi cái xe khác được không ta? Xe này gần quá. Dừng lại đi. Chúng ta đang cần cái xe của mày đúng rồi. Mày tới đúng lúc đó. Nào, chúng ta đang cần cái xe. Tôi kéo ông này vô coi nè. Vậy đi cháu nhanh. Đi, chúng ta không nhiều thời gian đâu. Vô mày. À, nó kêu mình suy nghĩ lại những gì trước khi mình nói đúng không? Tao đã nghĩ rất kỹ rồi. Rồi tao mới bắt mày đi chứ. Cái một điều mình không thích cái game này ở chỗ là lái xe máy các bạn không thể nào lái chở người khác được. Nó sẽ tiện hơn nếu mà bạn chở người khác được thì nó sẽ phụ trong việc mà bạn bắn người khác hơn. Mà lúc mà bạn đang lái xe máy á, cái game này bạn chỉ có thể lái xe máy được khi mà bạn nói lộn bạn bắt chở người ta đi rồi, chỉ về khi nào mà bạn lái mấy xe hơi như thế này thôi. Còn xe máy thì chúng ta không có làm được, hơi khá là hơi chán như đó. Cũng không xa lắm. Mình bắt cũng khá là nhanh. Vô anh em ơi. Ra mày. Nhanh. Mà thằng này nó đểu chưa từng thấy luôn. flanquiñosa de mierda. I ain't saying shit! Salazar, did it ever occur to you that... I don't actually need you to talk. Without you, there's no one to run things in Tabacal. Madre Coca will have to come out of hiding and then we'll have her. Entonces, you think I'm the only one she trusts? Carajo, mujer. She has people loyal to her working with the farmers. Now that's an interesting piece of information. See? You're cooperating already. Wait, I didn't. Sure you did. And Madre Coca would skin you alive if she ever found out. Give us some names, Salazar, and we promise this stays between you and us. If not... Dale pues. Okay. Me. Talk to her. Convince her that if she wants Salazar back, she's got to play along. I'm sending coordinates for the RV now. The rebels will take you to the meet. I'm counting on you to keep things from getting out of hand, Nomad. We need Madre Coca alive. There's the farm where cartel snitches are hiding. Okay, chúng ta có nhiệm vụ mới, cái tên là Inside Job. Chúng ta sẽ phải đi giết những cái bà nào mà đang ủng hộ cái bà Coca, cái gì Madre Coca nè, để coi nhiệm vụ đi. Thì chúng ta đang làm nhiệm vụ này, nằm dưới này nha. Còn nhiệm vụ trên đây là bà cuối cùng. Chúng ta sẽ đi đến bên sau, chúng ta phải làm cho xong tất cả nhiệm vụ của nó. Tức là chúng ta phải giết hết luôn. Wow, ngay đây có người nữa hả? Mình check drone chứ là. Đóng luôn. Nhưng mà không sao, cái này chúng ta xử nhanh được. Cũng có mấy thằng nó lảng vảng bên ngoài. Thôi xong đủ. Sợ mấy đứa nào chính trước đi, tại vì mấy đứa này nó khá là quan trọng. Nếu mà mình bắn hụt quá thì chúng ta sẽ không muốn lắm. Chúng ta không kêu Ghost được sao? Không xuyên shot được sao ta? Vậy ta. Mình chỉ sợ là nó chạy thôi chứ không gì đó. Mình chỉ sợ là nó chạy thôi. Ui sao đây còn một đứa nữa. Mình không check đằng sau ta. Chết hết rồi, chết hết rồi, chờ chúng ta chết hết rồi. Đó, nhanh gọn lẹ. Nhưng mà mình không ngờ là đằng sau có một đứa nữa. Đó, xong hết rồi. Quá đẹp, giết quả vậy thôi. Hết đơn giản, nhưng mà lần này chúng ta phải nói chuyện với cái đám rebel cái đã. Và cái đám này sẽ giúp chúng ta trong cái việc chúng ta bắt bả hay làm gì đó. Đấy. Đi nào, đi, nhanh. Tao đi xe máy được rồi. Đi này, nhìn tướng mình cũng khá là ngầu chứ. Yo man. Let's go man. Ừ, để xem. Chúng ta đã phát hiện ra được cái chỗ của bà này. Ê, chết cha. Tụi bay nói chuyện giống như má rồi vậy. Tại vì tao đang thương lượng với một cái bà khá là nguy hiểm. Có lẽ chúng ta lần này chúng ta sẽ đi một mình. Chúng sẽ đi một mình. Còn yeah, hell yeah, that's what I'm counting on. Tức là... tất nhiên rồi, tao rất là mong chờ tụi bay, tại vì đám này không được vô nhưng mà tụi nó vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ hết cỡ. Ê dừng chơi. Xong hẳn vào luôn hả? Ê, có nên không vậy? Chúng ta vô thương lượng mà phải không? Chắc không sao hả? Ủa là sao? Là sao mình cũng chưa hiểu lắm. Chúng ta bị phục kích rồi. Mình biết ngay mà. Có cái gì mà thấy địch không là địch. Chứ làm gì có cái chuyện quái gì mà nó muốn nói chuyện với mình, nó muốn nói chuyện, ai ngờ là bà dụ mình ra đây để mình bà bắn mình. Mà hơn là mình thấy nghi nghi rồi, mình đâu để bà hiện. Wow wow wow, cái bà kia đâu rồi? Chúng ta vẫn chưa thấy bà, mà bà đi đâu vậy? Ôi, sao nó bắn mình gục luôn mà trong khi mình chuẩn bị thấy bả rồi. À còn thằng nữa. Nhanh mấy đứa ơi. Cứu anh mấy đứa ơi. Chờ mình bất cẩn quá. Nếu mà không gục mình giết luôn bả được rồi. Ủa, ai giết bả vậy? Chắc có đứa giết rồi. Tại bả đi một cái đường ra mà không thấy cũng hơi kỳ đúng không? Sợ hết cái ống này rồi. Open fire đi. Ready? Fire, fire, fire. Cũng không ngờ có đứa giết giùm nữa. Looks like La Gringa just hit her expiration date with the cartel. What do we know? The damage you've done to cartel production. Forced La Gringa to start cutting the purity of her coat to keep up with demand. Maybe she was playing for time. Có lẽ là bà kia bà sẽ cử người tới cái bà Laringa nhỏ, tức là nó sẽ kêu người đó. Chúng ta mém chết. La Gringa's got nowhere to run unless we give her a way out. Exactly. I need you to haul ass and get to her house in Puggio. Hai thanh niên gục rồi. Nếu chúng ta không cứu thì một thanh niên kia gục. Mà bây giờ có hai ba thằng Laringa, yeah man. Rồi rồi. Có ai đâu không ta? Thì mình cứu thanh niên này cái đầu chúng ta sẽ lấy skill boy. I had told El Yayo and La Gringa to step up production. They claimed they were doing their best. Desperate people make desperate mistakes, and I had made El Yayo and La Gringa desperate. I pressured them too much. But I had no choice. The attacks on our production were increasing. It was hurting our supply chain. If something was not done, we would lose our market share. So I pushed them to produce more coke. They couldn't do it. So they started to cut it, dilute it, lower the quality to increase the quantity. An understandable mistake, but a mistake nevertheless. I had spent years branding Santa Blanca, a quality product, the best in the world, a primo price for a primo product. Problem was, the product wasn't primo anymore. And someone had to pay for that. Marcus Jensen majored in chemistry because that's where the steady careers were. Job security, health benefits, 2 weeks vacation, 401k. And best of all, people were hiring. Marcus got recruited right out of grad school by La Gringa. Shelter guy that he was, thought he was getting a job with the SB Corporation, a multinational pharmaceutical company based in Bolivia, which, of course, it is. He just didn't realize what the product was. But when he finally figured it out, he decided it didn't really matter. He's making more in 1 month than his friends make in 5 years. And best of all, chicks. So many chicks. Almost as important, for the first time in his life, he's getting respect. La Gringa stationed Marcus at the Chemical Institute in Libertad province. Over the past 3 years, he's been teaching cartel members how to produce high-quality cocaine. True, most of these idiots never made it past the 2nd grade, but it appears they finally found a subject they're passionate about. As for Marcus, his rationalization is... Look, someone's gonna make the cocaine, someone's gonna make the money. It might as well be me, right? You are right, Marcus, just not for much longer. Và mình quên là chúng ta còn một thanh niên ở đây nữa. Libertad. Khu này cũng khá là xa xôi. Thanh niên này đang làm ở production và chúng ta lắp được 3 cái nghiệp vụ. Và mình sẽ làm luôn để chúng ta phải tiến lên con 2 boss cuối. Chemical Trail là game vụ gần nhất đây. Mình sẽ đi tiện đường thì mình sẽ làm luôn cái nghiệp vụ lại. Và tìm thêm cái intel để chúng ta phải đánh được. Chúng ta còn phải xác định được cái nhà của thằng đó chứ không phải là thằng đó hả? Thằng đó nè. Vừa mới nhìn thấy là thấy luôn. Có không? Như cái nhà mà nó ngay đây mới đúng. Phải kiểm tra trong đây nó có cái gì. Ok, trong đây không có ai hết và chúng ta sẽ để coi trong nhà có gì hữu dụng không. What the nó khói sa tăng cái kiểu hay sao á. Có giường đôi cái kiểu, rồi đây nó cúng kiến cái gì ghê vậy. Chắc có vẻ thờ cái gì á. Có thể loại quá dị ha. Có cái máy tính, mình nghe cái máy tính này có liên quan gì đó. Chắc là mình nghe cái máy tính đó đó, không còn gì hơn hết đó. Ok, chúng ta sẽ đột nhập vô để lấy coi xem cái máy tính là sao sao. Mình trước tiên hết là để mình coi mình spot có ai không. Wow, 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 tự nhiên có hai đằng đằng kia. Viên cái đầu, quá đẹp. Mình thì mình cũng không cần cái hàng đó cho lắm. Mình để coi thì cái này khá là lâu đó. Cái đằng kia nó có đi xuống không hay nó đi luôn rồi ta? Nó quẹo hướng rồi. Quá đẹp. Nhà có người nhưng mà tụi nó đi ra ngoài hết trơn rồi. Tụi mình lên coi cái laptop nó có cái gì ngoài này. Rồi chúng ta sẽ hack để xem có cái gì không để chúng ta thu thập được. Giờ để coi. Biết ngay thế nào cũng cái laptop này cứ chớp 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 rồi lại là nó chỉ trong nhà này chứ không có gì ngoài cái này. Cái mission checkpoint hả? Tại là chúng ta chưa có gì hơn cho nên chúng ta chỉ cần đi ra ngoài được rồi. Hay là chúng ta cướp cái Lambo này chúng ta đi đi. Nó sẽ tiện hơn nhiều đúng không? Hồ bé đó thôi, ra đây đi. Ngoài đứng ngoài rồi. Đi trước khi tụi nó phát hiện đúng không? Tụi nó nghi ngờ thôi. Ôi cái gì xa phết ra chứ. Kêu mình lái tới tận đó. Nhưng mà không sao chứ, lần này chúng ta sẽ đi bằng Lamborghini kiểu cho nên khá là thoải mái. Xe này phóng khá là đã. Để coi test xe thử coi. Ê má, xe tao mới mua. Chưa gì nát bấy nè. Giờ mới đụng nhẹ. Trời, xe lái đã chứ. Mà cái quẹo này nọ nó hơi khá là phiền. Ê, cái này không có đổi góc nhìn được ta. Cái góc nhìn nó còn hơi khá là khó điều khiển. Nhưng mà được cái quẹo cua, nếu mà bạn quẹo cua bằng chiếc này khá là đã. Bởi các bạn nào chơi mà sử dụng tay cầm á, tay cầm thì nó khá là tiện hơn nhiều. Chứ lái chủ bàn phím nhiều lúc nó cũng hơi khó chịu một tí. Vì cái lúc mà các bạn quay người với lại mà khi mà bạn dùng cái nút bấm nó chỉ có 4 nút cơ bản mà nó không có lúc xéo xéo á, nó hơi khó nhắm một tí cho nên lúc mà nó quay nó cũng hơi chậm. Mà một khi nó đã quay rồi các bạn bấm bài mày này vô đầu thì nó lại quay một góc vuông quá, nó quay lẹ quá cho nên kiểu như là nó quay gấp quá, chúng ta khó điều khiển hơn một tí nhưng mà không sao. Rồi tới rồi, các bạn phải giục chiếc xe ở ngoài thôi. Cô Nguyên chờ cái chạm. Cô Nguyên có chốt ở đó luôn. Thì chúng ta tấn công cái chốt thì chúng ta thể đi hướng này vô. Chúng ta còn phải tìm cái viện nghiên cứu hóa chất này. Nó nằm đâu ta? Mình chắc dưới. Mình chắc là sniper ở đây. Cho nên mình spot mình cho Ghost bắn luôn rồi. Này thường dân rồi. Building up ahead. Looks like some kind of school. That's the Chemical Institute. VB Gas, the local oil and gas company, used to train the locals and give them jobs once they graduated. Then, of course, a cartel showed up, and that all changed. Let's see if we can find the boss in there. Ờ, không biết cái tìm thì chúng ta tìm được mấy thằng boss trong boss trong đó. He's dead. Làm sao vô cái chỗ này khá là khó đó. Chúng ta phải tìm cái đường vô, nước bước cái đại rồi chúng ta mới hẳn lao vào, chứ không là vô chỗ này chỉ có chết thôi. Cũng không hẳn, đúng không? Cũng không hẳn. Đối với Ghost như mình thì cũng không hẳn. Nhưng chúng ta còn phải biết cái chỗ mà chúng ta vô trước cái đã, là chúng ta hẳn vô, chứ lao vào không thì cũng hơi bất lợi cho chúng ta. Nhất là mình không biết đường đi. Đâu ta? Có lầu trên nữa nè, có lầu trên nữa. Chúng ta cứ bay lên là được gì? Locate the Chemical Institute Post. Cái thằng trưởng rồi, boss rồi. Thanh niên boss sư rồi. Không thấy gì luôn, nhưng mà chúng ta thấy cái Skillboy cộng 5 luôn kìa. Boss chắc cũng phải đâu đây thôi chứ sao, đâu trốn đâu kỹ dữ ta. Không thấy đâu hết á. Boss ở đâu ta? Này là trên nóc nhà mẹ rồi. Không thấy ai. Làm cái quái gì mà ngay đây mà cũng có sniper nữa. Có khi nào cái tòa nhà cái bên này không ta? Cũng có thể. Đợi tụi nó bay ra khỏi mình sẽ chạy qua chỗ này nữa coi. Xem có ai không. Không có luôn. Chỗ này nó bắt đầu quá xa cái tầm với của cái con trồn này. Mà không, chúng ta vẫn lên được, vẫn lên được. Nếu mà chỗ này vẫn lên được thì đây, đây, đây. Thằng cha này đây. Ủa không, không, thằng cha này chứ. Lộn, 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 nhầm. Tại mình nhìn ổng cái tự nó nói cái mình cứ tưởng là ổng. Ok. What's the word man? Vẫn còn thằng bên ngoài đó rồi. Đây, sniper. Biết ngay. Để coi. Ê, khoan, mình lỡ tay bấm nằm nút rồi. Có quen nút. Đấy, ngon. Xong vào nào. Mình cũng chỉ muốn chắc cái khu này không có ai thôi. Khoan đấy. Ý, khoan, tụi nó biết rồi, tụi nó biết rồi. Nên mình lên mình chặn cái đường xuống của ông này cái đã. Là kiểu như tại vì thường mấy con này nó hay báo động lẫn nhau á. Nhưng mà khi mà bạn bắt nó thì nó sẽ không chạy. Ok, đi nào. Tụi nó vẫn chưa phát hiện cái chỗ này cho nên để coi để mấy con chạy qua kia mình lấy thêm được cái 5 skill point nữa không. Để xem như thế nào. Nói chuyện luôn đi. Thằng này chỉ là phụ tá thôi. Phụ tá của anh Marcus Jensen, he's the boss. Thằng này điều khiển mọi thứ luôn hả? Có vẻ thằng này khá là quan trọng hơn cả mấy con boss mini kia nữa. Có nghe không? Cái đó còn phụ thuộc là thằng này nó chỉ có thuyết phục không đã. Lẹ đây mà chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nói lẹ đi. Ok. Thằng kia làm gì đó. It's important. Mấy nãy nói chuyện cái giọng mà kiểu người Latin mà nói chuyện mà tiếng Anh nó nghe chứ bừa bừa sao sao. Mình đứng ở đây đừng nói bị phát hiện nha. Kia mới làm gì đổi hướng chạy hướng khác vậy. Bowen, this is Nomad. The cartel Buchan in Libertad is a U.S. national named Marcus Jensen. Got it. Let me run the name and I'll see what comes up. Better make it quick. We're going after him now. Kêu bỏ tút trên kia. Tự nhiên mất hụt cú đó ta. Nomad, I just uploaded a video for you. Should give you some background info on the local boss. Tút trên đây coi skill boy 5 điểm luôn á. Có video của thằng kia rồi. Ồ, chúng ta đang có một cái đoàn xe mà chúng ta còn phải phá hủy đây. Mình coi thử coi để xem mình bắn xa mình có nổ được không ta. Tự nhiên nó đi ngang qua chỗ mình đang còn phải đi. Không, một phát là xong luôn. Quá nhanh, quá nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây có vẻ là nhiệm vụ mà nhanh nhất mà mình từng làm luôn á. Xong rồi đó. Mình không thấy cái này ta. Trời, nhiều lúc nó không hiện rõ cho mình vẫn không thấy được cái thằng đó đứng đâu. Mình không biết nó đang làm cái gì. Ok, chúng ta đi tiếp nè. Cái lần trước này là nãy mình làm video kia khá là nhanh. Này đang nói chuyện như vậy ta. Hai viên đạn. Ngon, đẹp. Còn này nữa nè, cho cái hộp âm thanh. Tái hộp này là xong. Chắc mình nghĩ chắc đông trong đâu đây thôi. Ôi mà khoan đã, khoan đã. Dầu hàng bắn cái này đi, kiểu như sợ mình chỉ sợ là mình bắn hụt thôi. Good to go. Nhiệm vụ của mấy chú mà mấy chú bắn cũng hụt nữa. Thằng này thằng kia đâu mà làm gì mà cũng nghi ngờ nữa ta. À không, mình nhớ nghe tiếng súng mình nghe đây vậy. Đây thằng này nghi ngờ đây. Làm nhiều nó hát nhiều nè. Vẫn còn một thằng sau lưng mình thì vậy. Đó. Này gọi là hợp tác. Hợp này gọi là hợp tác có lợi cho cả hai. Thằng này sao quá, mình lười đi bắn quá. Mình sẽ đợi xuyên shot đi. Tôi phá mày đây trước đi đã. Khá là nhiều để phá. Thằng kia nó vẫn không nghe được gì luôn ta. Đó, ảo thuật thấy rồi, bắn xuyên tường luôn á. Ảo thuật. Ảo thuật khá là bừa đó. Tiếp lên em ơi, quẩy lên em ơi, quẩy lên đây. Mấy tại vì nó ngồi trong đó chứ bộ, ai muốn giết nó đâu. Chỗ nó đang nguy hiểm mà tụi bay cứ vô đây ngồi là thấy quá. Xong, nhiệm vụ này xong rồi, ngon. Nín luôn. Nữa ở đâu nữa vậy? Đừng nói sniper nha. Cuối cùng trước khi chúng ta đi đánh con mini boss đây. Rồi chúng ta đi sang đường mình. Và chúng ta đang tới một cái nhà máy khá là bự đó, chúng ta nghĩ là sẽ có nhiều chuyện lắm đây. Chúng sẽ đột nhập vào bên trong quá đã. Chúng ta phải tìm cái ông này đó. Ê, thấy rồi nè. Làm gì ông đứng đây mình vậy ta? Chúng ta cần phải nói chuyện với ông này. Hey man. Nó nói cái gì mình cũng không hiểu nữa. Đừng có làm gì chung với ông nữa. Đừng làm chi chung làm việc với mấy tụi bắn đạn nữa. Mira, pues this company keeps Libertad alive. If Santa Blanca doesn't get what they want, they can shut us down. I can't have that, understand? Ông nào nói chung là ông vẫn không chịu hiểu. Fuck off, pinches gringos. Maybe we should keep the guns down. This guy's more stubborn than goddamn General MacArthur. Mẹ, ông không chịu nghe luôn, ông chửi mình fuck off nữa chứ. We're heading to the oil rigs. Ok, để mình đi phá đồ chứ để cho ông nghĩ đâu, ông như thế nào. Ông nên làm như thế chứ khi ông nói như vậy với mình. Ông có biết tụi chúng tôi là Ghost Recon không? Không, chắc không rồi đó. Thì chúng tôi phải làm những điều mà không ai làm được. Ok. Đây, có xe ở đây. Hù cái mà ổng cũng không chịu nghe nữa, chán ghê. Ra thanh niên. Thanh niên này kiểu bất tử, không chết, thậm chí là dù cố tình cán nó vẫn không chết. Cho đây cũng khá là gần đó chứ. Nhưng mà mình hết đi xe hơn cho nó nhanh, chứ đi bộ bởi vì khi nào mới tới, đúng không? Tụi tôi đi Unidad rồi. Căng gì? Không phải căng á. Phá hết rồi. Ok, no problem. Điển là lần nào mình có bị phá đồ của ta không? Còn thằng ở đâu ta? Bên này có hai thằng chứ ta? Chắc đứng chung với thằng kia, đứng chung với thằng kia rồi. Đâu vậy, tại sao mình không thấy thằng nghe kia? Để chúng ta đổi đồ đúng ta? Cái này mình cũng không rõ cái nút đổi đồ nó lúc nào ta? Cái nút đổi, để mình coi cái lại cái nút đổi rồi. Keyboard and mouse, mình chơi cái nút kia không à? On foot rồi. Switch GH đúng không? À, tại mình không có xài nhiều. Ủa không ta? Ủa, không phải. Cái nút mà đổi sang cái khác hình như là cái nút nào đó. Cái kia mình chơi là hình như bấm L1. Nhưng cái này thì mình không rõ, cái này mình có mình nên đặt C4 để sẽ tiện nhiều. Để coi. Đây để chúng ta bấm nút C4. C4 đây để mình cho một cái ở đây. Đặt một cái ở đó chứ đi đã. Rồi chúng ta đi bắn từ từ nè. Nhưng mà vì cái là mình không nhớ cái nút kích hoạt lúc nào ta. Tự nhiên bị này phát hiện ta. Ồ, chúng ta nổ được hai cái rồi đó. Chúng ta chỉ cần đè giữ thôi là nó nổ. Còn hai cái nữa. Wow, wow. Tự nhiên có mấy thằng dưới đá đằng sau lưng mình nữa chứ. Tại bây giờ mình đang hết cái grenade rồi cho nên chúng ta không thể nào làm nhanh được. Wow, 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 wow. Mày ăn gì mà giáp nó dai dữ rồi ta. Chỗ này có Uridas nè. Niên cái đồ rồi. I got the C4 primed. Demo is primed and in place. Wow, wow, wow. Đó đây em ơi. Bắn hồi thì có Uridas vô bắn phụ luôn. Chúng ta hết đạn, gần hết đạn à. Cái gì cách đây gần 2,5 cây số nữa hả? Xa dữ vậy trời. Chứ còn phải nạp đạn cái đây. Đạn thì có vẻ nhiều, mình ốp full đạn luôn còn vậy á. Mấy trận như này chúng ta thiếu đạn cũng là một cái bất lợi của chúng ta. Chúng ta phải đi kiếm cái xe nào đi được cái này. Cái này mà mình có trực thăng ngon biết mấy à. Có điều chúng ta không có trực thăng nó sẽ tiện hơn nhiều, chúng ta đi nhanh hơn. Mắc cái gì ta? Sao không? Công nhận xa phết, xa vãi. Chắc lại đây đi cho nhanh. Chúng ta lấy cái trực thăng rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Hai phết mấy cây số luôn à. Không có trực thăng đi cũng hơi thốn. Tôi đang cắp trực thăng cái gì đã tính. Có nguyên chiếc xe của đội kia ở đây luôn. Nhưng mà mình không muốn gây sự, tôi nói chúng ta đang cần phải đi ra khỏi cái chỗ này. Fire. We'll go. Bấm lộn nút. Tôi quen nút bên Gata 5 ép ra khỏi chỗ này. Như bên trong mình ở trên mời không có ai, chúng ta chỉ cần cái này sáng sạch. Đâu có ai đâu. Trời tối nhanh quá. Cứ đi đừng kệ quan tâm nó làm cái gì. Đi một hồi là hết bị nghi ngờ ngay. Tại vì nó mình ra khỏi cái lãnh thổ của nó mà. Cái tụi này nó cũng bất cẩn lắm, nó cũng không quan tâm đâu. Chỉ sợ là bị xuống phòng không nó chặn nó bắn thôi giống gì đó. Wow 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 wow. Cứ về hấp tụi bây giờ tụi nó sẽ không nghi ngờ. Đi. Mém đâu vậy? Let's light it up. Light it up, man. Hay là mình chơi cái súng mà có cái kia đi. Tại vì bây giờ mình hết cái này, mình đang muốn bắn nhanh một tí. Những cái cây mà mình thường hay dùng nhất là cái cây AUG. Cái cây mà mình có một phiên bản thường, cái cây này có phiên bản thường là cái ACR. Các bạn hãy sử dụng nó cũng nó y chang vậy chứ không khác gì, có điều là nó có skin thôi chứ không gì đó. Nhưng mà thường mình xài cái cây ngon nhất trong game này mình thấy là cái AUG, nó gắn sẵn cái nòng kia luôn. Trời tối không thấy mẹ, không biết con mẹ gì hết ta. Oh shit, bấm lộn nút. Oh, bấm lộn nút cái một phát thằng kia ăn nguyên trọn cái đó luôn. Trời, lời nào em, chúng ta còn mấy viên luôn mà. Cứ quẩy đi, thoải mái đi. Rồi, ủa đấy còn nữa hả trời. Bắn vậy mà không vỡ. Còn một hàng nữa sau lưng mình nữa ta. Ủa, không, nó dưới rồi, nó dưới rồi. Quá đã bà con ơi, còn 3 viên lượng, thoải mái đi. Quá đã, có đằng kia có skill ball, giờ lại lấy luôn đi. Muốn chưa muốn chết đâu, từ đã chúng ta lấy skill ball, cái là muốn làm gì là. Có điểm vậy. Ồ, cái này coi. No, chúng ta phải quay lại nói chuyện với ông kia nữa. Ôi nhưng mà đang chết rồi, đang gục rồi. Fucking hell, đừng nói là nó phá luôn cái trực thăng của mình rồi nha. Bắn đi mấy đứa. Bắn anh mày căng quá, sao mày chơi lại. Vừa mới nói cái bắn thiệt luôn. Các bạn nên upgrade cái skill mà gì Ball Leader gì là nó sẽ phụ bạn. Ủa má, nó rớt mém cái chạy thằng mình luôn. Thôi đó chứ, chạy thằng mình cũng còn xài được. Chứ mà nó rớt kiểu này là chúng ta đi không bay được luôn. Oh shit, vừa mới nói luôn. Nó giờ cũng không có đẩy qua cái đống này qua đường nữa chứ trời. Đáng lẽ còn có chạy thằng để đi tiện mà tự nhiên rớt cái bà cái thấy quế điện. Đừng nói về chúng ta đi cái kia nữa kìa. Xa tích vãi, còn cái trực thăng mà cũng không được, nó xài được nữa. Giờ bóng nút cái nó lại, nó rớt ngay đúng chỗ ghê chứ trời. Cái này chúng ta nên gọi xe đi. Nãy giờ phải đi ra cái chỗ đó lại thêm một lần nữa, không thể fast travel được, chán ghê. Cứ mỗi lần bạn làm nhiệm vụ bạn đâu có fast travel được. Mình thấy cũng hợp lý nhưng mà ý mình là nó hơi ngán một tí. Mà chúng ta phải đi xe. Ủa trăng sáng dữ, quật dấu luôn. Chúng ta phá giỏi lắm mà. Nhìn đường đi mấy đứa. Cái game này xe hay nó cho chúng ta nhìn bằng cái góc nhìn thứ nhất ngồi vô lúc mà chúng ta ngồi vô xe á. Mình thích cái vụ đó hơn. Nó làm gì treo cổ mà công khai và VGL luôn. Nó treo cổ con kia mà nó công khai treo cổ luôn, kinh thiệt. Hai thằng luôn với một thằng nữa. Biết là giết người mà giờ nó lộng hành vãi cái đái luôn. Nó gần tới rồi. Trời tối vãi luôn. Ông nghĩ sao giờ tôi phá hai chỗ này mà ông vẫn không nghĩ lại thì tôi chịu. Đằng nào mình cũng phải đi giết cái thằng kia cho nên không biết giết hay bắt nữa. Mình nghĩ là bắt. Mấy này nhìn thư sinh quá cho con không giết đâu. Đỡ sao giết mấy thằng này đúng không? Wow. Vừa nói chuyện lại với ông rồi. Sao ông nghĩ gì? Hey man. Go away, Gringos. I've already told you the answer is no. Còn như bây giờ thì sao? Santa Blanca promised they'd keep your rigs safe. They failed. The deal is null and void. Nó kêu là bảo vệ nhưng mà giờ mình vừa bắn hết rồi. And if you keep importing precursors for Santa Blanca, I'll blow every goddamn VB gas rig you've got left. Take your pick. What kind of fucking choice is that? You're no better than el puto cartel, you know that? Ông không có lựa chọn đâu, bây giờ ông mà nhập thêm nữa là tôi bắn bỏ hết. Don't make me laugh. Guess I don't really have a choice though, huh? When the cartel sends Sicarios to kill me, he will be on your head. I can live with that. Okay. Thế kêu mỗi người tôi giết thì tôi sẽ nói với mấy người làm vậy. Okay, I can live with that. Tôi có thể sống với điều đó mà. Midor cuối cùng của mình. Và chúng tôi còn một số thay đổi nhỏ là lần này mình sẽ xài cái AK-47. Cái cây này mình mới lượm được thôi, mà cây này nhìn nó cũng khá là đẹp đấy, tại có nhiều bạn có thể là biết cây huyền thoại của cây này như thế nào rồi, và mình mod lại cũng khá là ok. Và đây cái mod cơ bản đây, chúng ta mod 50 viên đạn, nòng nhắm thanh, nòng ngắm vậy thôi, cũng không có gì nhiều. Laser nữa, có laser để chúng ta làm tăng cái accuracy. Cái cây này đôi cái đó, nếu mà bạn gõ cái này ra mà bạn dùng cái này á, cái độ chính xác rất là cao, bắn rất là phê. Nhưng mà cái cây này sẽ bị có thể là đam hay là cái to, cho nên mình sẽ sử dụng cái nòng giảm thanh thay vì cho mình dùng cái đó. Nhưng mà quý vị và các bạn tháo ra thì nó chỉ có thể sử dụng cái kia thôi, cái ban đầu, tức là mình ý mà nói nếu bạn tháo cái này á thì nó sẽ sử dụng cái này, còn nếu mà đã gắn cái này vô thì chúng ta không tháo ra được. Nếu mà chúng ta đang bắn thì cái cây này bắn cũng khá là ổn, bắn cũng khá là chuẩn, theo mình cá nhân mình thấy là vậy. Nhưng mà để coi lên mình test thử cái này như thế nào để làm nhiệm vụ này thôi. We're entering the witch market. Mercado de las brujas. This is where the locals come to buy good luck charms or love potions or even a curse for their enemies. No shit. Eyes up. If the intel is correct, Jensen could be here somewhere. What in the hell is a guy like Jensen? Ủa, thằng này ở đây thôi chứ đâu. Whatever it is, it ain't good. Trust me. Ôi, tự nhiên chúng ta bị kẹt ngay chỗ này ta. Ôi 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 ôi. Lỗi game và color. Vãi cái lỗi game. Mình thấy nó sáng ở chỗ này mình cứ tưởng cái bà này mà không phải. Trời khá là tối và tao khá là khó nhìn thấy đường của kế. Cho nên take him alive đúng không? Dễ mà. Bên ngoài ha. Con này làm như đứng ngoài đường ở đây vậy? Show me your hands, do it now. Goddamn fascists, you've got no right. I'm an American citizen. Stay where you are. Tối bảo cái gì hết. Don't make me tell you again. Or what? Tối vậy. Nó gọi cái lính của nó tới rồi hả? Take cover already. The LT's making a run for it. Tới giờ thử cái súng mới rồi đó. Ôi, má nó chạy rồi, mình bị mất máu nhiều quá. Yeah, leave me alone. Giờ chúng tôi phải bắt nó đáng lại chứ không nên bỏ nó vậy. Tự nhiên cái thằng kia nó cứ cứu mình thấy cũng nghi nghi rồi, thì sao nó đâu có dễ nó có đồ vậy. Chúng tôi còn phải đi gấp. Đáng là mình phải lấy cái súng ngắm kia ra mới được. Đó, nhì. Nhì quá nhì. Không gọi được xe luôn hả? Vậy tụi đi lấy thôi. Có xe đây mà. Chạy nhanh phết, chạy tới kia nó dừng rồi ta. Mới chạy tới kia nó dừng rồi. Thì tối quá không thấy đường. Có lại nha, sao tự nhiên tới chạy tới kia nó dừng rồi ta. À không, nó vô lãnh thổ của tụi nó rồi. Tại chỗ này nó đông vãi. À mình đi ngang chỗ này làm gì có ai. Mà giờ tự nhiên xuất hiện đâu đâu thanh mấy anh niên này. Tự nhiên có máy bay đó. Giờ nó biết mình đứng đây rồi. Capture hay gì, không được giết cái gì. Khó vậy. Ê, tự nhiên bắn hụt cái thằng này ta. Chết hai lần rồi, chúng ta không chết được thêm một lần nữa đâu. Hoặc là có thể chúng ta dừng cái cuộc đánh này, sang cuộc đánh tiếp theo nữa mới tính lại từ đầu, còn chứ bây giờ chúng ta không chết thêm một lần. Nãy bây giờ mình chết hai lần rồi đó. Tự nhiên bị cái thằng này để bắn. Đúng xàm luôn. Vô bỏ chị súng lên hụt. Đi mày. Nhanh, mình không có thời gian nhiều đâu với lại. Mình còn phải hồ máu nữa. Nó đợi ta đi đâu. Với là thằng này nó không giờ nó không có chạy nữa. Ok, nó bắn chính xác chứ. Có việc này đang rơi lẻo á. Ủa có chiếc làm buồn ở đây đúng à, cái chỗ nãy nè. Được cái cây này đam khá là cao. Nhưng mà bị cái đó nữa mà. Mình nghĩ là cây này giật đúng giật luôn nè, đúng rồi. Đúng giật như mình nghĩ luôn. Mình dắt cái chỗ này ra cái chỗ mà máy bay đi. Giờ ai cũng biết mày là nhà khoa học rồi, nhưng mà chúng ta còn phải đi gấp ra cái chỗ nào là đi máy bay đi. Có nguyên chiếc Lambo đây nhưng mà tao lười quá. Tao lười quá không đi đó là đâu, cho tao đi máy bay đi cho nhanh. Mình chỉ sợ máy bay bắn rơi thôi chứ không vậy đó. Vô. Bóng muốn chà đạn cái nó không vô đây. Bắn nó mém chết luôn trời. Vậy mà ông nổ mới ghê chứ. Ôi này chui sau lưng ra ghê thiệt. Con mẹ mày. Chứ nhiệm vụ mình chết nhảm như cái nhiệm vụ này. Got no tangles on my radar. Đi em ơi. Tôi ra khỏi chỗ này thôi. Chứ là lạng quá rồi. Làm cái gì đúng đấy. This is bullshit. Oh, this bullshit yeah. Nếu như mày không có chạy đi ngay đầu thì đâu có chuyện gì như thế này đâu. Đừng bắn nữa. Bắn nữa tụi nó kéo em thôi thôi chứ đâu có gì nữa đâu. Cái chị cần ra khỏi chỗ này là được rồi. Còn có điều gì muốn nói nữa không em? This is bullshit. You can't just arrest somebody for going to a fucking market. Yes. Và tao không phải là cảnh sát cho nên tao có thể làm điều đó. You're a scientist, right? So what the hell were you doing at a place like the witch market? Processing cocaine isn't just about solvents and reagents. Not the way I do it at least. I get powders from the brew host that speed the process along and make the result more potent. Yeah, like what? Like fuck you. That's proprietary. Like fuck you. You want my secret recipe, you gotta pay for it. Ở đây mày muốn cái công thức của tao thì mày phải trả tiền cho cái đó, ok. Mày nhìn tao giống như là tao cần công thức của mày không? Rơi xuống nào. Đi nhanh thằng chó. Tao biết rồi và tao đang dẫn mày đi theo một cái cách khoa học nhất có thể. Ai cho biết mày là nhà khoa học nhưng mà tao đang rất là bình tĩnh. Chứ dắt mày đi mày sẽ làm gì đâu. Đâu. Mày cũng không nên cư xử một cách lạ lùng ok. Dắt mày đi ngoan như một đứa con vậy á, mày nghĩ sao vậy? Đúng không? Rồi tới nè. Vô nói chuyện với cô mày rồi. You got no fucking right, you hear me? You don't have any legal jurisdiction here. I mean, even if you did, I'm a U.S. citizen here on a legitimate work visa. You're facilitating the manufacture of an illegal substance. An illegal substance that provides income for a gang of rapists and murderers. Not my problem. I'm not holding a gun to someone's head. I'm not making anyone take any drugs. People make their own choices. That's what individual liberty is all about. Fair enough. Take this fuck outside and shoot him in the head. Wait! What the hell? You're right, Marcus. We don't have legal jurisdiction in Bolivia. So I'm gonna exercise my individual liberty and ask my associate here to blow your goddamn brains out. Wait! You got something to say? Look, can we make some sort of a deal here? Sure we can. You tell me what I want to know and I won't put a bullet in your sociopathic skull. Fuck! Fine! I'll tell you what you want to know. That's all I'm asking. This is Bowman. Excellent work in Libertad. Stopping Jensen has halted training in the province, and losing the supply of precursor chemicals from VB Gas has crippled production. This will cost the cartel millions in lost product every day, which is going to hit them where it hurts.